trời mưa lâm râm luôn rồi nè. Trời mưa lâm râm mà sao mấy ảnh lâu tới vậy chị Phương? Chị cũng không biết nữa. Ừ, chắc xuống xuống mấy ảnh tới. Trời ơi, mấy ảnh tới rồi kìa. Phương ơi, nay trời mưa mình làm món gì ấm ấm ăn đi Phương. Trời, em có sẵn trong đầu rồi nè. Ba tụi em đang chờ mấy anh á. Hay là giờ mình chào các bạn đi rồi vô chế biến. Chào bạn. Con Tiểu Phương, con đi Duy. Hôm nay mình sẽ làm một video chính là mì Ý xào nấm hải sản nha. Phương làm món này ăn vô chắc ấm bụng dữ lắm. Dạ, dạ. Chuẩn bị nguyên liệu Phương ơi. Trời. Thôi. Nguyên liệu mà làm mì xào nấm hải sản là gồm có hải sản này, liền với lại nấm nữa. Nấm này là nấm linh chi, với lại nấm bạch tuyết, nấm bào ngư nữa. Còn gia vị là gồm có tiêu, đường, muối, bột ngọt, hành phi, lại hành tím, với lại tỏi nha các bạn. Cái này là mì Ý, tương ớt, với lại dầu hào. À, gồm có hành tây với lại ngò này nha. Mình làm cái món này rất là nhiều thứ kết hợp nha các bạn. Cái món này rất là ngon nè. Rồi giờ vô chế biến thôi anh Đại ơi. Trụ mì giùm em đi. Ừ. Còn cái phần hải sản đưa đây anh gửi cho Phương ơi. Dạ. Rồi. Hai chị em mình đi rửa gà rửa nấm đi Phương. Dạ. Mình sẽ rửa tôm trước nha. Bạch tuộc này rửa sau. Con nào mình cũng phải cắt cái đầu như vậy nha các bạn. Xong rồi cắt cái chân luôn. Rồi rửa một cái để qua gỗ. Con tôm nào con tôm nấy bự chà ná luôn, với mực nó chứ. Xào với mì ăn cái thứ gì mà bằng. Nghĩ thôi là ngon rồi. Còn mình thì luộc mì với luộc hải sản nha bạn. Bắt bếp lên. Mực với tôm mình đã làm xong nè, giờ mình phải rửa lại nữa nha. Đổ nước vô heo nè. Đổ tôm với mực vô lại nè. Lần này phải rửa kỹ nha bạn. Mực với tôm mình đã rửa sạch nè, giờ mình sẽ để ra gỗ cho nó ráo nước nha. Cả đống luôn. Anh rửa tôm với mực xong rồi nè Phương ơi. Mình sẽ bỏ nấm dưa gao vô thanh nước sạch rồi sau đó sẽ rửa nha các bạn. Có nhiều cũng đúng á, nó dơ lắm luôn á. Rửa nấm thì mình sẽ để vào xíu muối nha. Bỏ vô đi chị Dương. Được rồi đó. Mình sẽ rửa nấm trước rồi sau đó rửa rau sau nha. Đây rửa tiếp cho. Cái phần đen đen như thế này nè mình sẽ loại bỏ nha. Nước sôi rồi bây giờ mình sẽ cắt mì để trụng mì nha. Rồi. Mì này cũng hơi lâu chín nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thả mì vô. Đó một đống luôn. Mì này đợi chút xíu nước nóng nữa các bạn, nó sẽ dịu xuống nha. Rồi là từ từ nó chảy xuống à. Đó, bây giờ nó mềm xuống nữa các bạn. Mì này trụng khoảng chừng 10 phút là ok đó. Tại vì mì này nó hơi cứng. Rồi, đợi chút xíu nữa. Luộc mì này xong mình sẽ luộc hải sản luôn nha. Chị thấy nấm này rửa sạch lắm đó Phương, vớt ra đi. Dạ, em cũng thấy vậy nữa, mình vớt ra đi. Rau mình đã rửa sạch rồi nha. Bây giờ mình sẽ đợi anh Đại luộc tôm với mì xong rồi mình sẽ chế biến. Đem vô thôi chị Dương ơi. Củ cải thì mình sẽ sắc thành bông nha. Rồi sắc mỏng ra nè. Em cũng vậy nữa. Chị Dương thì sắc bông nhỏ, của mình thì sắc bông bự. Mì đã chín rồi, bây giờ mình sẽ gấp ra nha. Rồi bỏ ra gỗ. Mình vớt xong mì nha các bạn, bây giờ mình sẽ đem đi rửa. 5 minutes later. Bây giờ mình sẽ đổ nước vô để luộc tôm nha các bạn. Luộc tôm với luộc mực. Rồi. Đã cho nước sôi xong rồi mình bỏ hải sản vô. Nước đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ trụng nấm nha. Chị đổ vô con đùa xuống nha Phương. Dạ. Rồi đùa xuống đi. Để cà gót vô luôn nè. Dạ. Bây giờ mình sẽ đảo đều nha. Chừng nào nước sôi trở lại là nó chín. Nấm đã chín rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Rồi vớt ra đi Phương. Dạ. Rồi để lại cho ráo nước. Vớt cà gót ra. Chị vớt xong đó bưng vô đi Phương. Dạ. Tiếp theo mình sẽ luộc tôm với mực nha. Mình sẽ bỏ tôm vô trước. Tôm đã chín rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra nha, rồi chút xíu trụng mực. Vớt ra. Rồi, vậy là xong phần tôm. Tiếp theo đổ mực vô luộc. Mở
rồi để mật vô. Bạch tuộc chín rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Rồi để vô dĩa. Anh luộc tôm với bạch tuộc xong rồi nè Phương ơi. Dạ, để tôi đi chút xíu em cho biết. Bây giờ mình sẽ lột tôm, mình sẽ chừa đuôi lại lúc mình thưởng thức á, cầm cái đuôi ăn cho nó dễ. Trời ơi, tôm chim không mua con nào con nấy bự chào bá luôn. A few moments later. Em lột tôm xong rồi nè chị Phương ơi. Chị cũng vậy luôn rồi, phần lột tôm mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị chảo để mà xào nha. Bật bếp lên. Bật bếp lên. Chảo đã nóng rồi, mình sẽ bỏ dầu vô. Ok, được rồi đó. Dầu đã nóng rồi, mình sẽ để tỏi hành tím vô. Để vô đi. Dạ. Tỏi hành tím đã thơm rồi, chị Dương ơi, để mật với tôm vô đi. Rồi, để vô nè. Rồi. Dương ơi, để như vậy với mình chị đi Tiên. Dạ. Tiêu. Rồi để đường ngọt vô. Để hành phi vô nữa cho nó thơm. Để thêm ớt vô nữa nè, cho nó cay cay, ăn nó ngon được chứ. Mới xào tới đây thôi nghe thơm rồi đó. Em nghe mùi thơm thấy thèm rồi đó chị Phương. Đúng rồi, mùi thơm mà còn hấp dẫn nữa chứ. Chị Dương, để nấm giùm em. Rồi, để vô nè. Mình sẽ xào nấm tôm mượt cho nó đều lên đó, cho nó ngấm gia vị. Chị thấy món này rất là hấp dẫn luôn á Phương. Á Tiên, để hành rau giùm chị. Dạ. Để chị để mì vô cho. Dạ. Trộn lên đi Phương. Đó, mình sẽ trộn đều lên nha. Trộn thiệt đều thì ăn mới ngon được. Chị Dương ơi, dịnh chảo giùm em. Rồi. Nghe mùi thơm quá chị Phương ơi. Mẹ ý của mình đã xào xong rồi nè các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn quá à. Em cũng thấy vậy nữa. Bây giờ mình sẽ xốt cho mâm nha. Thơm quá chị Phương ơi. Dạ, chị Dương ơi, đổ xuống em đi. Đây, đổ xuống nè. Trời, quá hấp dẫn luôn. Để lên quá đẹp luôn. Sao chịu nổi chị Phương. Sắp được thưởng thức rồi. Giờ mấy anh chị đang gấp mì ra nè nha. Rồi gấp ra đi. Món mì xào nấm hải sản của mình đã hoàn thành rồi. Mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Mời tất cả các anh chị cùng ăn. Mời bạn nha. Rồi chan miếng nước tương vô nè. Nhanh đi anh ơi, tới tao nữa. Chị Phương gì mượn Phương. Dạ từ từ chị Dương ơi. Chan đều vô nè. Quá trời hấp dẫn dạ, rồi nha. Trộn đều lên. Gấp miếng mì ăn mới được. Mì rất là vừa ăn nha các bạn. Nấm nè, ăn thử rồi. Nấm ngọt mà giòn nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử tôm nha. Tôm chắc thịt gì đâu luôn á. Mà còn bự nữa chứ. Quá đã luôn. Mì này quá trời ngon các bạn ơi. Chị Phương ớt quá vừa ăn luôn. Quá ngon luôn. Mì này chắc ăn no tới chiều luôn quá. Đúng rồi. Lần đầu tiên được ăn món chị Phương làm luôn á. Ngon không Tiên? Dạ ngon. Ăn miếng tôm à. Tôm vừa giòn mà còn ngọt thịt nữa. Được ngon quá à. Ăn xong dĩa mì này tối em khỏi ăn luôn. Phương làm món nào cũng ngon hết trơn á. Trời ơi ui mà còn lạnh nữa chứ. Ăn cái món này quá ấm bụng luôn rồi. Đúng rồi đó. Cái món nào chị Phương làm em cũng thích hết trơn á. Mực cũng ngon, tôm cũng ngon nữa. Ăn tự nhiên. Ăn miếng cây. Mày còn trong mâm này nghe mấy anh chị cứ ăn tự nhiên nha. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. Phương làm món này anh ăn rất là ngon, vừa miệng, hài lòng nữa. Dạ, cảm ơn anh Thanh nha. Từ nữa team của mình sẽ làm ẩm thực với chiếc phà nha. Bạn đi đổi con cảnh. Thôi ăn no rồi, kết thúc video đi Phương. Dạ, nếu các bạn thích video mì xào nấm hải sản này của mình, hãy cho mình đăng ký, một like với cái chuông để nhận được video sớm nhất từ Tiểu Phương Tony TV nha. Hẹn các bạn những video sau. Bye. Bye. Bên trong á thì bùi bùi, còn bên ngoài thì giòn giòn rất là ngon luôn. Béo béo của mayonnaise nha các bạn. Thịt bò nó mềm á. Thịt bò thì mềm, ớt thì giòn, quá đã luôn rồi. Quá ngon luôn. Ngon hay đại? Quá ngon anh ơi.
Chị Dương ăn thấy nhận xét sao? Ớt chuông á, nó giòn với lại nhiều canxi rất là bổ. Ăn chung với thịt bò nó quá ngon luôn. Ớt chuông các bạn, cái Phương làm đủ màu sắc luôn, vừa đẹp là vừa ngon.